thời gian qua, nhiều hộ tiểu thương ở chợ nông sản, nông hải sản thuộc Hà Tiên, thuộc phường Bình San, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang đã bị kẻ gian đến mua hàng, sau đó trả lại tiền giả, trả tiền giả bằng mệnh giá 500.000 đồng và nhận lại tiền thừa. Đây là thủ đoạn không mới. Tuy nhiên, điều đáng nói là đối tượng mà bọn chúng nhắm vào là những người buôn bán nhỏ lợi dụng lúc trời còn mờ sáng ở các điểm để thực hiện hành vi tiêu thụ tiền giả. Vào dạng sáng ngày 14 tháng 6, nhiều hộ tiểu thương buôn bán hải sản và bán hàng lưu động tại khu vực chợ cá và bách hóa tổng hợp Hà Tiên đã bị hai đối tượng một nam một nữ dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua ở mức giá từ 70 đến 100.000 đồng, sau đó lấy lại tiền thừa là tiền thật. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn chúng đã mua hàng của 7 tiểu thương, trả 9 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Có hộ bị chúng lừa đến lần thứ 3 mới phát hiện ra đó là tiền giả. Em thấy này, chung với mấy tờ 500 kia sao nó khác em mới phát hiện ra tiền giả rồi một hồi cũng có có người anh trai lại mua hai gẹ đưa 500 thấy giống tờ nãy thì mình đâu có bán ai đâu mà có bán con bà đó à bà đưa tờ 500 ai mà nghĩ gì bà đưa tiền giả đâu mà là dạch ra để dòm một số hộ tiểu thương thấy tờ 500.000 đồng mà đối tượng trả có màu sắc khác lạ nên đã lấy ra kiểm tra bằng cách vò tờ tiền lại thì thấy tờ tiền không duỗi thẳng ra như ban đầu nên nghi là tiền giả đã trình báo công an tiếp nhận được thông tin, công an thành phố Hà Tiên đã nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin để truy tìm đối tượng. Công an thành phố Hà Tiên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ như công an các xã phường tiến hành ra soát xác định lại tất cả những người mua bán là nạn nhân của những cái đối tượng này để thu hồi tất cả những tờ tiền mà các đối tượng này tiêu thụ và nghi là tiền giả giả soát lại tất cả các hệ thống camera khu vực chợ Hà Tiên cũng như các cái tuyến đường có liên quan để thu thập những thông tin hình ảnh liên quan về đặc điểm nhận dạng của đối tượng cũng như xác định cái đường bỏ trốn của đối tượng để tìm cách truy tìm đối tượng. Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nắm rõ các đặc điểm của tiền thật để hạn chế các rủi ro khi giao dịch, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả tích cực phối hợp với lực lượng công an và địa phương đấu tranh đối với loại tội phạm này. Ngoài ra, khi phát hiện đối tượng khả nghi, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.